xin chào. Hôm nay tôi sẽ quay giới thiệu mọi người một mẫu mi đa kênh có đường quang của Pioneer. Nói chung là hình thức còn khá ok. Ngoài chỗ này nó bị trợt bạc một chút sơn ở đây, còn tổng thể còn rất đẹp luôn. Này bán giá 3 triệu thôi, giải mã 24 bit, mã là 515, đang đấu vào đường quang, ấn vào nút single select digital đây, đây để auto hoặc là digital để auto đây, đây đường DVD, đây tín hiệu từ cái đầu giải mã bên cạnh, 3 triệu đồng. Con loli còn rất mới, có radio 24 bit, khá bãi nguyên zin luôn, lau chùi chặn, chung tổng thể còn đẹp. Mỗi điểm trừ là chặn một tí nó bạc mất chuỗi chỗ này, nếu mà nó không bạc chỗ này thì tôi sẽ bán con này cao hơn, bởi vì nhìn tổng thể còn khá đẹp luôn, con loli rất sang trọng, 3 triệu đồng. Tôi sẽ quay mặt sau. Tôi đang cắm đường quang vào đường DVD. Như có hai đường quang vào, một đường quang là DVD, một đường quang là TV và sát. Còn AV đang cắm vào đường CD, chút tôi sẽ mở nhạc vào đường CD. Đây đường đồng trục, xúc điện, đôi loa chính Phrom và Surabac Surround Center, 300W điện 100V, sản xuất 2005, sản xuất tại Malaysia, September 2005. Ba trăm watt của con âm đi rất khỏe, tiếng rất to. Đây lẫy bắc anten, em đã quên rồi, đang đánh vào đôi loa bass 30. Cầu như anh trai trước em sao, em cùng anh quấn quấn bên nhau, cây me trước nhà, cây khế sau ngõ, trèo leo cùng người. Quá trình bass chép ấn vào chữ tôn, nó xoay nút tròn trên này. Em lâu rồi đã bỏ cuộc chơi, bỏ anh bơ nhơ dưới cây cầu dừa, cây cầu dừa xuân nắng chiều. Đây là tôi đang chạy đường quang nhé, tôi sẽ chuyển sang chế độ CD là đang để đường AV. Qua bao nhiêu cuối đời ngả nghiêng, quê hương tôi tà tơi khói lửa điêu tàn, thôn xóm làng